Chào mừng tất cả anh em đam mê lịch sử đến với hồi ức thời chiến. Anh em thân mến, lịch sử giải Nobel hòa bình cao quý lần đầu tiên gọi tên một nhà ngoại giao tài ba của Việt Nam, ông Lê Đức Thọ. Thế nhưng điều không có ai có thể tin được là ông đã kiên quyết từ chối nhận giải thưởng danh giá này. Trong khi đó đối thủ của ông, cố vấn Kissinger, lại hồ hởi lên nhận giải. Và thật ngạc nhiên sau đó, ông ta lại bị sở thuế Mỹ đánh thuế mất 65.000 đô la Mỹ. Sự kiện này đã gây chấn động truyền thông quốc tế năm 1973, cùng không ít những lời tranh cãi về lý do việc nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ kiên quyết từ chối giải thưởng mà cả thế giới đều ao ước có được. Để biết được vì sao nhà ngoại giao tài ba của Việt Nam lại từ chối giải thưởng cao quý này, phải chăng có liên quan đến đối thủ của ông là cố vấn Kissinger? Anh em hãy cùng lắng nghe những lời kể của con trai nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ trong video ngày hôm nay nhé. Anh em thân mến, nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ, tên thật là Phan Đình Khải, sinh ngày 10 tháng 10 năm 1911, được tôn vinh là người chiến sĩ cộng sản kiên cường, bản lĩnh, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông sinh ra trong gia đình có truyền thống cách mạng, trưởng thành từ thực tiễn đấu tranh cách mạng, với 79 năm tuổi đời và 64 năm hoạt động cách mạng liên tục. Tài năng lãnh đạo của ông được thể hiện rõ ở cả lĩnh vực chính trị, quân sự, ngoại giao. Ông được Đảng tin tưởng giao phó nhiều trọng trách trong cả thời kỳ hoạt động bí mật, thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và trong thời kỳ nước nhà thống nhất. Nhưng dấu ấn sâu đậm hơn cả là khi ông trực tiếp phụ trách đoàn đàm phán của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại Hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam. Ông từng giữ chức Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, để lại nhiều dấu ấn trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Bên lề cuộc hội thảo, đồng chí Lê Đức Thọ, người cộng sản kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng của Đảng và cách mạng Việt Nam, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, nguyên Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Nam Thắng, con trai của nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ, đã chia sẻ với phóng viên những ký ức đặc biệt về người cha của mình, đặc biệt là lý do năm 1973, cha ông từ chối nhận giải thưởng danh giá Nobel Hòa Bình. Mở đầu cuộc phỏng vấn, ông nói rằng, với tôi, ông luôn là người cha có trách nhiệm và tình cảm với gia đình. Lúc ba tôi còn sống, ông bận rất nhiều việc, thường xuyên phải xa nhà. Giai đoạn phụ trách việc đàm phán Hiệp định Paris, ông xa nhà từ 4 đến 5 năm liền. Rồi sau đó đến những đợt dài ngày ông vào chiến trường miền Nam trong tổng tiến công Mậu Thân năm 1968. Thay mặt Bộ Chính trị chỉ đạo chiến dịch Hồ Chí Minh, hay như trong giai đoạn phụ trách chiến trường Tây Nam và giúp bạn Campuchia. Chưa kể những chuyến công tác tới các địa phương trên cả nước cũng chiếm nhiều thời gian của ông. Lúc đó tôi còn nhỏ nên chưa hiểu hết công việc ông làm. Một phần vì công việc ông không có nhiều thời gian để nói chuyện. Một phần vì thời điểm đó đang trong giai đoạn chiến tranh nên những hoạt động của ông đều mang tính chất bí mật. Nhưng ở góc độ người con, tôi cảm nhận mặc dù rất bận nhưng ông vẫn dành thời gian, tâm sức khi điều kiện cho phép để quan tâm tới gia đình, vợ con. Đi công tác xa về, việc đầu tiên ông quan tâm là sức khỏe mọi người trong nhà thế nào, chuyện công tác của vợ, chuyện học hành của các con ra sao. Điều ông lo lắng là giai đoạn ông phải đi công tác xa nhà chiến miên, trong nhà vắng bóng người cha, sợ con cái đua đòi theo bạn bè xấu, hư hỏng, làm những chuyện không đúng. Phóng viên hỏi rằng, một người có công lao và vai trò lớn như vậy với cách mạng Việt Nam, cuộc sống của ông Lê Đức Thọ có gì đặc biệt hay không? Với tôi, ông sống rất giản dị, quần áo chỉ vài bộ đại cán, kaki bộ đội. Chỉ khi nào đi nước ngoài công tác hay là tiếp khách quốc tế phải ăn mặc lịch sự thì ông mới mặc những bộ vest do nhà nước may cho. Đồ dùng sinh hoạt ở nhà cũng rất đơn giản, tối thiểu cho sinh hoạt, không có gì sang trọng, hiện đại như bây giờ. Đồ dùng giá trị nhất của ông lúc đó chỉ có một cái đài Sony để nghe tình hình tin tức trong và ngoài nước. Tôi nghĩ nếu bạn được chứng kiến sẽ không hình dung nổi những người lãnh đạo thời ấy họ đã sống đơn giản và bình dị như thế nào. Ông luôn đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Còn về chuyện ông Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải thưởng Nobel Hòa Bình năm 1973, Lê Nam Thắng, con trai của nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ, đã chia sẻ với phóng viên như sau. Vấn đề này ba tôi đã từng trả lời rất rõ ràng với một nhà báo Mỹ. Mỹ là bên gây chiến tranh ở Việt Nam. Vì thế một bên đi xâm lược, một bên chống lại quân xâm lược để giải phóng dân tộc mình khỏi ách áp bức. Không thể cùng chia nhau giải Nobel Hòa Bình. Không thể đặt kẻ xâm lược ngang hàng với người bảo vệ đất nước. Hơn nữa, trong khi thời điểm đó năm 1973, Hòa Bình vẫn chưa thực sự hiện diện ở Việt Nam. Đất nước vẫn còn chia cắt. Nên ông từ chối, không nhận giải thưởng Hòa Bình là vì như thế. Với việc đàm phán thành công, ký kết Hiệp định Paris ngày 27 tháng 1 năm 1973, ông Lê Đức Thọ được trao tặng giải Nobel Hòa Bình năm 1973 cùng với cố vấn ngoại giao của Mỹ là Henry Kissinger. Nhưng ông từ chối nhận giải với lý do hòa bình vẫn chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam. Đây là giải Nobel duy nhất dành cho người Việt cho đến nay. Một nguyên nhân sâu xa nữa, như ông đã chia sẻ,
Những công việc ông làm luôn gắn với công việc của Đảng, của cách mạng, nên ông không tách mình khỏi tập thể, khỏi cái chung. Do đó nếu có thành tích hay công lao, thì trước hết công lao thành tích đó đều thuộc về Đảng, về nhân dân, chứ không phải của riêng cá nhân ông. Người cộng sản chân chính là như thế. Xã hội hiện nay có thể có những quan niệm khác, nhưng xã hội lúc đó thì như thế. Khi chiến tranh, người ta có thể sẵn sàng dỡ nhà cửa để làm đường cho xe qua, có thể hy sinh mọi thứ, kể cả tính mạng mình. Huống hồ những người nắm giữ vai trò lãnh đạo cách mạng như ba tôi lúc đó lại càng phải gương mẫu. Nhìn lại lịch sử hội nghị Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam được tiến hành từ tháng 10 năm 1968 đến tháng 1 năm 1973. Cuộc đấu trí gần 5 năm này là cuộc thương lượng kéo dài nhất thế giới để chấm dứt một cuộc chiến tranh. Ở đây có các cuộc thương lượng công khai và bí mật. Thương lượng công khai để đấu lý và tranh thủ dư luận. Thương lượng bí mật để mặc cả. Đây mới là thực chất. Phía Mỹ cử Henry Kissinger, một học giả kỳ cựu và là một trong những khối óc lớn nhất của nước Mỹ thời bấy giờ, dẫn đầu đoàn Mỹ đàm phán bí mật. Phía ta, Bác Hồ đích thân lựa chọn đồng chí Lê Đức Thọ dẫn đầu đoàn đàm phán. Trong suốt gần 5 năm đàm phán ở Paris, Lê Đức Thọ được ví như vị tướng ở ngoài biên. Ông thực hiện rất nghiêm túc đường lối chiến lược trong đàm phán mà Bác Hồ đã trực tiếp căn dặn và những chủ trương của Bộ Chính trị đề ra. Nhưng phần đóng góp của cá nhân ông thật là to lớn. Ông đã có sự vận dụng sáng tạo, luôn luôn giành thế chủ động tấn công, buộc đối phương phải đi vào đàm phán theo cách của mình. Đã có lúc Kissinger phải thốt lên: "Tôi có thể làm tốt hơn nếu như đối diện trên bàn đàm phán không phải là ông Lê Đức Thọ. Đàm phán với ông Thọ quả là cân não." Khi đó cả hai đều muốn kết thúc chiến tranh. Người Mỹ muốn ra đi trong vinh quang, người Việt muốn hòa bình, thống nhất đất nước. Dĩ nhiên những mong muốn đó đều đặt lên vai hai nhà ngoại giao tài năng ở hai đầu chiến tuyến. Tại hội nghị Paris, theo định kỳ, thứ năm hàng tuần họp bốn bên tại trung tâm hội nghị quốc tế Kleber để các đoàn đấu tranh công khai trước dư luận, trình bày lập trường, quan điểm của mình. Bên cạnh đó những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc riêng giữa hai phái đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và Mỹ, do hai cố vấn Lê Đức Thọ và Henry Kissinger chủ trì, cũng được xúc tiến song song. Theo ông Trịnh Ngọc Thái, nguyên trợ lý trưởng đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại hội nghị Paris, tổng cộng có 36 cuộc gặp riêng trong thời kỳ họp hai bên và bốn bên. Những vấn đề về thực chất thì bàn và giải quyết ở các cuộc gặp riêng này, kể cả những buổi họp hai bên trao đổi lý lẽ, lập luận tương đối điềm tĩnh. Nhưng có những ngày không khí rất căng thẳng, thậm chí có cả chuyện đập bàn đập ghế. Ông Thái kể, một lần Kissinger nói: "Ông Thọ này, nếu các ông cứng như thế này thì có lẽ chiến tranh sẽ còn tiếp tục, bom đạn sẽ còn tiếp tục rơi ở miền Bắc." Nghe vậy ông Thọ liền đáp trả ngay: "Tôi xin ngắt lời ông, có phải tôi và các ông mới đánh nhau hôm qua đâu. Tôi với các ông đánh nhau 4 năm, 5 năm rồi, bom đạn rơi 4-5 năm rồi. Các ông đem bom đạn ra dọa tôi hôm nay là không được đâu." Thực chất khi đó Tổng thống Mỹ Richard Nixon đã học được từ Hiệp định Geneva kinh nghiệm phải tranh thủ các đồng minh Liên Xô, Trung Quốc để gây áp lực, tác động đến đường lối ngoại giao của Việt Nam trên bàn đàm phán. Vậy nên khi đàm phán lâm vào bế tắc, Nixon đã có những chuyến công du đến Trung Quốc, Liên Xô, thiết lập mối quan hệ bang giao để thực hiện mưu đồ của mình. Ông Hà Đăng, người phát ngôn của đoàn đại biểu chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại hội nghị Paris, kể trong một buổi họp riêng với Kissinger, cố vấn Lê Đức Thọ đã nói: "Tôi biết là các ông gần đây cũng đã chạy vạy rất nhiều chỗ này chỗ khác để tìm ra một giải pháp, nhưng mà các ông nên hiểu, đây là vấn đề của Việt Nam, diễn ra trên đất nước Việt Nam, thì chỉ có tại bàn thương lượng này chúng ta mới có thể tìm ra được giải pháp, chứ không phải chạy đi chỗ này chỗ khác. Và nếu ông còn đi theo con đường đó, thì các ông còn thất bại." Thật sự nhà ngoại giao Lê Đức Thọ đã đọc Mỹ như một cuốn sách. Những gì Mỹ đang nghĩ, đang làm, ông đều biết, từ đó nắm chắc phần thắng. Thậm chí nhiều lần hai nhà ngoại giao Lê Đức Thọ và Kissinger thường ăn miếng trả miếng, tranh cãi tay đôi để bảo vệ lập trường, quan điểm của mỗi bên. Với những nhân chứng từng tham gia đàm phán, Lê Đức Thọ là một nhà chiến lược tài ba, sắc sảo và rất quyết liệt, kiên trì trong việc bảo vệ lập trường của ta. Thêm vào đó, chính nghĩa thuộc về cuộc kháng chiến của quân dân ta nên Mỹ và Kissinger, dù dùng nhiều thủ đoạn quân sự và ngoại giao khác nhau, cũng không thể giành được hòa bình trong danh dự như họ mong đợi. Tháng 8 năm 1973, Ủy ban Giải Nobel Hòa bình Na Uy đã công bố danh tính hai cá nhân là Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger và nhà ngoại giao lỗi lạc của Việt Nam, ông Lê Đức Thọ, được trao giải thưởng Nobel Hòa bình vì những nỗ lực trong quá trình đàm phán đi đến Hiệp định Paris về Việt Nam để kết thúc chiến tranh tại Việt Nam. Tuy nhiên, chỉ có mỗi Henry Kissinger hồ hởi lên nhận giải, sau đó bị Sở Thuế Mỹ đánh thuế mất 65.000 đô la Mỹ. Còn nhà cách mạng tài năng của Việt Nam lại kiên quyết từ chối nhận giải với lý do hòa bình chưa được lập lại tại Việt Nam. Cố vấn Lê Đức Thọ nói: "Bây giờ tôi nói về giải thưởng Nobel. Chúng tôi biết giải thưởng Nobel là một giải thưởng lớn với thế giới, từ xưa đến nay có ý nghĩa hết sức quan trọng.
nhưng tại sao tôi không nhận? Tôi không phải có khó khăn như bà nói đâu. Chỉ một điều là ai làm cho hòa bình. Tôi biết rằng đây là giải thưởng Nobel cho hòa bình. Mỹ tiến hành xâm lược đất nước tôi 20 năm. Người chống Mỹ và làm cho Mỹ thất bại, giành độc lập đưa hòa bình cho đất nước và cho cả khu vực này là chúng tôi. Người làm hòa bình là chúng tôi, chứ không phải Mỹ. Trong thư gửi Ủy ban giải Nobel, tôi đã phân tích Mỹ tiến hành chiến tranh như thế nào. Nhưng Ủy ban giải đã đặt ngang bằng kẻ xâm lược và người bị xâm lược, giữa kẻ gây chiến tranh và người tạo hòa bình, coi chúng tôi cũng như Mỹ. Điều đó là sai lầm và tôi không thể chấp nhận như vậy. Vì vậy, tôi đã không nhận giải thưởng Nobel. Ngoại giao cố vấn Lê Đức Thọ còn nhấn mạnh một lần nữa rằng hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam và người xứng đáng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình chính là nhân dân Việt Nam. Anh em thân mến, như vậy nhà lãnh đạo Lê Đức Thọ đã từ chối nhận giải thưởng Nobel Hòa bình với lý do đơn giản. Hòa bình thực sự vẫn chưa được lập lại và ông làm vì dân tộc của ông. Cả thế giới một lần nữa ngả mũ trước tài năng, đức tính của nhà ngoại giao lão làng này. Và tất cả chúng ta, những người con dân đất Việt có quyền tự hào khi cái tên Lê Đức Thọ đã được ghi vào cuốn sổ vàng của giải Nobel. Ông là người Việt Nam duy nhất được vang danh ở giải thưởng này. Cảm ơn anh em đã ở lại theo dõi video đến phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau.